từng mọi thứ luôn. Nó rất lớn, công suất mã lực nó rất lớn các bạn. Để nó đi đầu đánh tơi mọi thứ luôn các bạn. Cỏ như vậy, lúa tốt, trong lúa tốt như vậy mà đánh tơi bời luôn các bạn. Đó. Tơi bời hết các bác ạ.
Như này tốt, như này máy vẫn đi tốt các bạn nhé. Lầy thụt đi được hết. Đấy, cái ruộng này to các bạn, cũng to hết đấy. Rồi qua kia nhìn cỏ này, cỏ này mà quánh một phát nhìn như này luôn. Này có nước cái nó nhụt xuống là chết hết cỏ.